Huyền Quy Sĩ xin kính chào quý vị và sau đây là bản tin trong ngày. Mở đầu bản tin ngày 30 tháng 9 năm 2024 tại Ottawa theo giờ địa phương vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay, một buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc gia vì sự thật và hòa giải đã được tổ chức nhằm tôn vinh những người sống sót và trẻ em bị mất tích tại các trường nội trú, bao gồm cả gia đình và cộng đồng của họ vào ngày này. Sự kiện được tổ chức trên đồi nghị viện bao gồm sự tham gia của các nạn nhân sống sót và lãnh đạo bản địa. Trong khi đó, các buổi lễ khác sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn quốc trong suốt ngày hôm nay. Toàn quyền Canada, bà Mary Simon đã tổ chức một buổi lễ lửa thiên vào sáng sớm tại sảnh Rideau trước khi tham gia sự kiện trên đồ nghị viện cùng với các nạn nhân sống sót và lãnh đạo bản địa vào chiều tối ngày hôm nay hơn 150.000 trẻ em bị buộc phải học tại trường nội trú và nhiều người sống sót đã kể chi tiết về cuộc bạo hành kinh khủng mà họ đã phải trải qua. Con số tử vong ước tính khoảng 6.000 trẻ em trong quá trình tham gia vào các trường nội trú này, mặc dù theo các chuyên gia, họ cho rằng con số thực tế có thể cao hơn. Thủ tướng Justin Trudeau sẽ tham gia sự kiện này tại Inuvik. Các con đường ở trung tâm Ottawa đang trở thành một biển người màu cam với hàng trăm người đã bố trí sẵn trên đồi nghị viện. Áo phông màu cam đã trở thành một biểu tượng của sự hòa giải, cảm hứng từ câu chuyện của những người sống sót ở các trường học nội trú. Tại thị trấn Conception Bay, South Newfoundland, Canada, một chú dê tên là Joshua đã bất ngờ tham gia cuộc đua nửa marathon. Mặc dù không đạt thời gian nhanh nhất và chỉ đi được một đoạn ngắn, nhưng cư dân ở thị trấn này đều đồng ý rằng Joshua là nhà vô địch không thể tranh cãi. Chú dê 68 kg này đã bất ngờ thoát khỏi dây buộc và tham gia cùng với các vận động viên trên đường đua. Joshua đã chạy được khoảng 5 km trong cuộc đua trước khi bị bắt lại bởi chủ nhân của mình. Mặc dù không hoàn thành toàn bộ cuộc đua, nhưng Joshua vẫn được trao một huy chương vì những nỗ lực của mình. Chủ nhân của Joshua cho biết, chú dê này rất yêu thích giao tiếp với người và thường xuyên tìm cách gần gũi với các khách hàng tại trang trại của họ. phó tổng thống mỹ bà kamala harris đã chăm chọc cựu tổng thống mỹ donald trump về số lượng người tham gia ủng hộ ông trump từ chối tranh luận lại và quá trình ưu tiên ở tuần trước đó trong khi bà đang vận động cử tri tại california và tổ chức một cuộc gặp gỡ rầm rộ tại nevada trong suốt cuộc tranh luận bầu cử tổng thống bà harris đã được cho là làm tổn thương cảm xúc của cựu tổng thống mỹ donald trump khi bà nói rằng người dân đang rời bỏ các cuộc họp mặt của ông và những bài diễn thuyết dài dòng của ông và bà vẫn tiếp tục như vậy trên đường đi vận động cử tri của mình bà harris đã nói với các nhà tài trợ của mình rằng người ủng hộ của bà là rất lớn và đã tái khẳng định những lời chỉ trích của bà đối với ông trump về việc từ chối tranh luận lại bà cũng đã chuyển sang lãnh thổ mà ông trump coi là thuộc địa nhập cư bằng cách tham dự một buổi tham quan tại biên giới arizona Bà Harris cũng thông báo rằng bà sẽ quay trở lại Washington sớm hơn dự kiến để tham gia một cuộc họp về thiệt hại do bão Helen gây ra tại trụ sở cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang. Cơn bão Helen đã gây tàn phá nghiêm trọng ở phía tây bắc Carolina, Mỹ, dẫn đến lũ lụt và thiệt hại trên diện rộng. Sam Betkin, một cư dân của khu vực này, đã quyết định tìm kiếm cha mẹ mình sau 48 giờ không nhận được thông tin từ họ. Anh lái xe đến nhà của cha mẹ mình, nhưng phát hiện ra rằng tất cả các con đường đều bị sạt lở đất hoặc bị đổ nát ngăn chặn. Do đó, anh phải đi bộ khoảng 17,7 km để vượt qua tất cả những vùng nguy hiểm để tìm kiếm cha mẹ mình. Cha mẹ của Bắc Kiên đã bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình. Việc sinh hoạt và các nhu cầu cơ bản rất hạn chế. Nhiều cư dân của khu vực này đang vật lộn để tồn tại mà không có điện nước hoặc tín hiệu di động. Những cư dân sống trong khu vực đang đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua những ảnh hưởng bởi cơn bão. Hơn 100 người đã chết sau khi Helen cuốn qua miền Nam Hoa Kỳ. Tại Bỉ, Lisva đã nộp đơn lên tòa án hình sự quốc tế vào hôm thứ hai để cáo buộc tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng các thành viên trong chính quyền của ông về tội ác chống lại loài người vì ép buộc hàng trăm nghìn người dân Belarus phải rời khỏi đất nước. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo đối lập đã bị bắt hoặc bị giam lỏng. Trong đơn đề nghị lên ICC, Litva cho rằng có cơ sở hợp lý để tin rằng chính quyền Lukashenko đã thực hiện hành động trục xuất, đàn áp và các hành động vô nhân đạo khác đối với thường dân Belarus họ cũng cho rằng mục đích của chính quyền miên là loại trừ những người chỉ trích và đối lập bằng cách kỳ cách nào để củng cố sự thống trị độc đoán trên đất nước Cảnh sát tỉnh Ontario đã truy tố một tài xế lái xe ở Ottawa vì chạy xe quá tốc độ trong khu vực xây dựng trên xa lộ số 416 và đã không thắt dây an toàn cho trẻ em tham gia trên xe. Cảnh sát cho biết, sau khi phát hiện người lái xe chạy quá tốc độ qua khu vực xây dựng trên xa lộ số 416 vào khoảng 2 giờ sáng, cảnh sát đã dừng xe và yêu cầu người lái xe đảm bảo trẻ em được đeo dây an toàn trước khi cho phép họ tiếp tục lái xe. Theo cảnh sát, tốc độ giới hạn tối đa trong khu vực này là 80 km h Nếu tài xế hoặc hành khách không đeo dây an toàn, họ có thể phải trả phạt từ 200 đến 1.000 đô Canada và 2 điểm trường tại Florida, một người đàn ông tên Ryan Wesley Ralph đã bị bắt vì âm mưu ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân ở Florida. Theo hồ sơ pháp lý, Ralph đã dành 12 giờ để ngồi ngoài sân trước khi bị lực lượng an ninh bí mật phát hiện có súng và bị bắn một viên đạn về hướng mình. Sau đó, anh ta đã chạy trốn nhưng không thành và đã bị bắt giữ. Ryan Wesley Ralph đã xuất hiện trong một thời gian ngắn tại tòa án liên bang ở West Palm Beach sau khi bồi thẩm đoàn đưa ra lời buộc tội 5 điểm về vụ việc này. Theo cáo trạng, Ryan đã viết về kế hoạch của mình để giết cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong một lá thư bằng tay được viết nhiều tháng trước khi bị bắt vào ngày 15 tháng 9 năm 2024. Trong lá thư đó, anh ta đề nghị thưởng 150.000 đô la Mỹ cho ai có thể hoàn thành công việc. Điểm Darien là một khu rừng hoang dã không được bảo vệ nằm giữa Colombia và Panama. Tổng thống mới của Panama đã triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để đối phó với tình trạng nhân đạo trong khu rừng này. Năm trong sáu tuyến đường được biết đến qua điểm Darien đã bị ngăn chặn bằng dây lưới gai. Năm ngoái, số lượng người di cư vượt qua điểm Darien lên đến 500 20.000 người, hầu hết là từ Venezuela đang trong trình trạng sụp đổ chính trị và kinh tế. Người dân còn lại là từ Trung Quốc cũng tăng dần theo xu hướng này. Sau khi thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, số lượng người di cư vượt qua điểm Darien đã giảm 35% so với cùng kỳ thời điểm năm ngoái. Chính phủ Mỹ cũng cam kết tài trợ 6 triệu đô la Mỹ để trả lại các chuyến bay di cư. Trong 3 tháng gần đây, 7 chuyến bay đầy người đã được trả về Colombia, Ecuador và Ấn Độ. Bộ trưởng Ngoại giao Canada, bà Melanie Jolie, đã trình bày tại Hội đồng Liên hợp quốc về vấn đề phân cực chính trị ngày càng tăng lên trên toàn thế giới. Bà đã chỉ trích ngôn ngữ của đảng bảo thủ tại Canada và yêu cầu các nước thành viên Liên hợp quốc chống lại sự phân cực này. Bà Melanie đã đặt quyền phụ nữ và luật pháp quốc tế vào trung tâm bài phát biểu của mình bà cũng đã chỉ trích nga về sự xâm lược ukraine và nhấn mạnh rằng không có nước nào có quyền xâm lược láng giềng của mình bà đã nhấn mạnh sự cần thiết của liên hợp quốc trong việc tìm kiếm sự đồng thuận và làm sáng tỏ khác biệt sâu sắc bà cũng đã kêu gọi nga chấm dứt cuộc xâm lược ukraine và cho rằng mọi người đều có quyền được tự do khỏi nỗi sợ hãi và bạo lực Bài phát biểu của bà Melanie Jolie diễn ra trong thời gian Canada đang vận động cho một ghế trên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và trước khi diễn ra một cuộc bầu cử quốc gia trong vòng một năm tới khi đảng tự do đang đối mặt với số liệu thăm dò hoàn toàn không tốt. Một danh sách mới về những cái tên phổ biến nhất đã được thống kê Canada công bố, giúp bạn tìm kiếm một cái tên phù hợp cho con mình. Theo danh sách này, Noah, Olivia vẫn còn giữ được vị trí đầu tiên trong số các cái tên nam và nữ phổ biến nhất tại Canada. Các cái tên khác như Liam, Emma, theo đó, Charlotte, Leo, Amelia cũng có mặt trong top 20 cùng với William và Sophia. Nếu bạn đang gặp khó khăn để tìm kiếm một cái tên phù hợp cho con mình, có thể bạn sẽ nhận được ý tưởng từ danh sách mới về những cái tên phổ biến nhất vừa được công bố bởi thống kê Canada. Sau đây là danh sách tên gọi phổ biến nhất năm 2023. Thứ nhất tên nam, ở vị trí đầu tiên là Noah, thứ hai là Liam, thứ ba là Theo, thứ tư là William và thứ năm là Leo. Thứ hai về tên nữ, ở vị trí đầu tiên là Olivia, thứ hai là Emma, thứ ba là Charlotte, thứ tư là Sophia và thứ năm là Amelia. Con trai của một cặp vợ chồng Canada bị giết trong vụ tấn công Israel vào Liban tuần trước, kêu gọi chính phủ Canada phải làm nhiều hơn để giúp đỡ công dân rời khỏi Liban. Kama cho biết cha mẹ ông đã cố gắng thoát khỏi làng ở miền đông Liban vào thứ hai tuần vừa rồi khi một quả bom của Israel đánh trúng xe của họ. Ông nói rằng thi thể của cha mẹ ông được xác định tại bệnh viện vào thứ sáu thông qua xét nghiệm DNA và họ được chôn cắt sau đó. Chính phủ Canada được yêu cầu phải có biện pháp mạnh mẽ hơn để sơ tán công dân còn lại ở Liban bao gồm việc gửi máy bay quân sự hoặc tàu thuyền đến giúp đỡ. Có khoảng 45.000 công dân Canada đang ở Liban, nhưng chỉ có nửa số đó đã đăng ký với Đại sứ quán Canada tại Beirut. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin tiếp theo.